Tính ra thì chiêu khích tướng của tôi cũng có tác dụng chứ bộ. Đang tự hào hả? Đúng rồi, phải tự hào chứ. Nhưng mà cũng có chút thất vọng. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Đúng là câu châm ngôn hỏng sai mà. Nhưng mà bà có biết ai viết bức thư này không? Không. Chỉ dựa vào một bức thư thôi sao mà biết vậy? Nhưng mà tôi biết là ai á. Ai? 100% chắc chắn đó là ông Tuấn Anh. Sao bà dám chắc là Tuấn Anh? Chứ bà nghĩ đi, có ai hả mà mỗi lần bà gặp rắc rối là đều xuất hiện không? Một hai lần á thì người ta còn nói là vô ý, chứ quá nhiều lần như vậy thì người ta gọi là cố tình đó cô nương, biết chưa hả? Bà hãy tự hào đi, vì ngoài cái tên Gia Nghi ra, tôi còn có một cái tên khác, đó chính là Gia Cát Lượng. Tôi chắc chắn với bạn đó là Tuấn Anh á. Là ai thì từ từ tính sao đi. Nhưng mà nếu không tính học bài bây giờ thì ngày mai có chuyện nữa. Gì? Mai kiểm tra hả? Đâu. Tôi chưa hôn gì hết trơn á. Chưa ôm thì giờ ôm không kịp mà. Thôi thì ngủ không ổn đâu. Trời ơi, ngu Son Vũ mà mở không được là sao? Cái chìa khóa nó cũ lắm rồi, không sửa được nó đâu. Thay mới sẽ nhanh hơn chứ. Nè. Cảm ơn Tuấn Anh. Có gì đâu, đừng khách sáo chứ. Một hai lần á thì người ta còn nói là vô ý, chứ quá nhiều lần như vậy thì người ta gọi là cố tình đó cô nương, biết chưa hả? Ê, làm được không? Được chứ. Bà sao? Trời ơi, hôm nay hả tôi làm được hết luôn nha, mà còn dư thời gian nữa. Bình thường hả cô cho đề khó lắm, mà sao hôm nay dễ vậy? Ghê vậy? Câu 15, 16 là câu khống chế điểm 10 mà cũng làm luôn hả? Đề có 14 câu à, đâu ra? Đề 16 câu, hai câu đó ở mặt sau á. Rồi xong, tấm thân vàng ngọc này sẽ chịu nhiều đắng cay ngày phát bại cũng chết. Cà lớp đứng. Cà lớp ngon. Sao mới có tiết thứ hai thôi mà nhìn mọi người ủ rũ ghê vậy? Tụi em mới kiểm tra một tiết xong đó cô ơi. Vậy thì hôm nay cô không kiểm tra miệng nữa nhá, cho các em xả hơi, chúng ta học luôn bài mới. Nên là bài hôm nay có chủ đề thiết thực và gần gũi. Bài này cũng khá là nhẹ. Tình yêu là một chủ đề muôn thuở được các nhà văn, nhà thơ đưa vào các tác phẩm của mình. Nhưng nó không hề lỗi thời. Bởi tình yêu có vô vàn hình trạng và vô vàn cách thức thể hiện khác nhau. Cả lớp mở trang 154-155. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế. Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Mở đầu sóng là những cảm xúc rất rõ ràng của một tâm hồn. Khát khao yêu đương mãnh liệt, đang đăm chiêu đi tìm tình yêu. Bộ ba sóng, sông, bể hỗ tương cho sự tồn tại của nhau. Sông và bể tạo nên cuộc đời của sóng. Nhưng sóng chỉ thực sự sống với chính mình, sống cuộc đời của bản thân mình, được tự do bay nhảy khi hòa mình vào với biển khơi bao la rộng lớn. Theo các em, nếu để dùng một màu làm biểu tượng của tình yêu thì các em sẽ chọn màu gì? Dạ em. Như Hải.
Dạ thưa cô, em nghĩ là màu đỏ ạ. Cô cảm ơn, em ngồi xuống. Còn ai có ý kiến gì khác không? Giang Nghi. À, thưa cô, theo em là màu hồng sẽ nhẹ nhàng, ngọt ngào và dễ thương nữa. Cảm ơn em. Với cô, tình yêu là màu vàng, là màu của sự bình yên, ấm áp, của ngọn lửa sưởi ấm bàn tay mỗi khi mỗi ngày trời đông giá rét. Và với mỗi người, suy nghĩ về tình yêu là khác nhau. Nhưng mà để biết mình có yêu người đó hay không thì phụ thuộc vào cái này. Cái này là cái đầu hả cô? Là sự nhớ nhung. Tình yêu không chỉ xuất phát từ tim hay não, mà xuất phát từ cả cơ thể của mình. Ví dụ như một ánh mắt, chỉ cần một cái nhìn giữa biển người bao la rộng lớn, ta lập tức biết người đó đang ở đâu. Đó là tình yêu. Tình yêu không chỉ xuất phát từ tim hay não, mà xuất phát từ cả cơ thể của mình. Chỉ cần một cái nhìn giữa biển người bao la rộng lớn, ta lập tức biết người đó đang ở đâu. Đó là tình yêu. Tội bỏ qua cho phòng thế chất rồi. Sao bắt máy vậy ta? Ê, bộ mũi sao đi đứng kiểu gì kỳ vậy? À, xin lỗi tại vì mình đang nghe điện thoại á, không có ý đâu, xin lỗi nha. Ra đây là anh Dương, hot girl 12-3. Lỡ đụng trúng bọn này mà xin lỗi á, bồi thường gì đi chứ. Bồi thường gì? Nè, còn đang trong trường á, mấy người mà làm bậy tôi la lên là bảo vệ tới liền á. Cái gì? La? Cậu la? La to lên, thử coi có ai nghe mà đến cứu không? Có tao. Thế giới có bay tỷ người, sao ẩn mình nơi đây chẳng tìm được. Em ơi, chờ em đợi, em cũng đã lâu rồi mà sao anh chưa thấy em ơi. Người à, đang ở đâu? Em ơi đang ở đâu? Bắc thang lên hỏi ông trời, ông giấu người yêu con ở nơi nào? Ông ơi, ông trả lời là yêu đương gì? Chẳng phải tin từ dưng đến thâu ôi, ngỡ xa chân trời đông người ngày trước mắt. Bỗng đâu một người làm lòng ta bâng khuâng, đánh rơi nụ cười làm trái tim rối bời.